Thưa quý vị, xác định thực hiện chương trình thành phố Bốn An là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực thực hiện từ công tác chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Để cụ thể hóa chương trình bằng những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho cán bộ hội viên phụ nữ an toàn vệ sinh thực phẩm, các kỹ năng nhận biết thực phẩm an toàn, cách chế biến bảo quản thực phẩm an toàn cho gia đình. Hay bằng việc tận dụng những phế phẩm nhà bếp, các cấp hội đã chủ động xây dựng mô hình ủ phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt. Với mô hình này, người dân có thể chủ động được nguồn phân hữu cơ thường xuyên để bón cho rau màu, tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đồng thời hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia vào cái công tác bảo vệ môi trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã có những cái mô hình rất là cụ thể. Bên cạnh đó là cũng có mở các lớp tập huấn về ủ phân vi sinh, tận dụng những cái phế phẩm, những cái phụ phẩm nhà bếp để tạo ra những cái sản phẩm không có độc hại. Điều này rất là thuận lợi cho chị em phụ nữ. Để chung tay cùng với các cấp, các ngành xây dựng thành phố Bốn An, Hội Phụ nữ Đà Nẵng không chỉ tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông lồng ghép trong các buổi họp khu dân cư, tổ dân phố, tuyên dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, mà còn chủ động xây dựng quy chế phối hợp liên ngành nhằm thu hút sự quan tâm của cả nam giới và cộng đồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi một gia đình hội viên. Hội cũng với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu thì sẽ từng bước sẽ vận động tuyên truyền để thực hiện tốt cái công tác bình đẳng giới đối với đồng bào. Những phần việc triển khai đến các cấp hội và hội viên phụ nữ và cũng đã đạt được những cái kết quả được cấp ủy đảng, hội viên phụ nữ ghi nhận và đánh giá những cái hiệu quả, những đóng góp của phong trào phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Đạt được những kết quả như vậy thì phải nói là sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ hội các cấp, từ cán bộ chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, quận, huyện, xã, phường và đặc biệt là sự vào cuộc trách nhiệm của đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Xác định sức sống lâu bền của mô hình không chỉ được thể hiện ở những con số, mà bằng chính nếp nghĩ, cách làm cụ thể của mỗi hội viên phụ nữ đã được thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đạt được, hy vọng trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực trong phong trào thực hiện chương trình thành phố Bốn An trên địa bàn Đà Nẵng.